đầy ép, còn một cái cô bạn thì nó lên được mất thể tích, còn mình kéo qua cái tòi đi, thế các bạn thấy cái này nó xóa cái thành đòn nào cái này ép cái nào hết, ép nào hết đầy cũng được, còn bên này nó kéo nào tách ra và bạn thấy rồng nào hết với bạn rồng bên trái qua đầy một trong dữ liệu về không nghĩ mình khác kỹ thuật khác nên nó bị nhô mỏ nhiều lần mà nhô mỏ nhỏ các bạn thì cái sinh mình khó phát hiện, mình thì thấy được phần đồ cái nào càng thấp thì mình nghĩ là tù mà ít thấp hơn là nó mới hoặc nhiều lắm sao ai cứ bị tải thì cái bị tải lắm sao mà hoặc có khi mình sẽ dùng cộng từ mà dùng lại kỹ thuật khác các bạn đi được kỹ thuật biến sản cộng từ tất cả các phương diện được còn sẽ đi chúng ta hiện nay được rồi này bảo tổn thương luôn. Cái này là tổn thương, đây là tổn thương mới vụ mà tầm độ thấp hay là ngang hay nào cái thai nó ép như muốn ép hay là nó kéo tầm độ rất thấp rồi ạ, rồi nó mẻ cái này mà có thể là bằng một cái kẹo nên tổn thương là vụ rồi nó là vụ thuộc cũng có bộ đường mạch nằm chiều đến cái bạn vì hiện nay có số bộ tổn thương nào cùng các bạn nhỏ đúng rồi về tóm lại thì bên chỗ là do chỗ nào là chủ yếu là chúng ta hình cơ bản nhất là hình để các con mình lớn là hình cơ bản là hình gầm rồi có hình trên theo đường cơ bộ máu thì các bạn sao một cái ý cơ bản trong giờ mã cấp thì chúng ta có thể gặp hình tượng bắt buộc cả con và bò nào bắt buộc tổn thương cái đoạn ma tấn thì giảm độ dịch quá độ thấp nam dịch và có hình ảnh là teo nào còn sớm thì chúng ta có dấu gì vậy giảm độ đặc nền chúng ta là tăng tầm độ động mạch chúng ta là giảm bắp thịt đáo chúng ta có là xóa các tầng nào mất cái dịch cả cái sản phẩm nó dư sớm còn chủ yếu chúng ta hay đọc được chủ yếu là các bạn thấy khi mà cái hình ảnh điện hình cái hình trên các bạn đọc được rồi còn cái sớm thì các bạn có thể là quen từ sau và khi mà gặp hình bệnh nhân có độ bì và hình trên các bạn cũng đọc được và thế nên các bạn cần đọc được cái đó còn số thế nào các bạn số thế nào thì chủ yếu là hình tăng độ chủ yếu trong số nào thì tăng độ cái đoạn sớm là cái này có bất thường đến cái bất thường là tăng độ đặt cái gì cơ sút nào cái trong nào cái trong nào còn trong là thấy rõ luôn có lúc nào thấy không có là thích mình tìm bằng tìm sinh tám sinh chồng tìm năm ba tìm có các bạn mình tìm sinh tám hai bên mình tìm sinh chồng tất cả mình tìm sinh chồng tất cả các bạn có các bạn mình tìm sinh chồng phải mình tìm sinh chồng trái có cái này thì cái về bệnh nông ngàn mà cứ máu nó xuống sinh chồng phía sau là nó có cái mực dịch máu cho nên bị đặc biệt như nào cái xuống đi nào xuất hiện nào thân đây có rồi cái này hơi xấu cái này đây mà hình xấu còn cái này hình xấu cái này đã được đây rồi bạn xuất hiện ở đâu rồi đây có nếu xuất hiện đây nằm ở đâu không nằm thân phải và nằm thân cái này tầng nào cái tầng ngang nằm thân này nằm tư vậy đây nằm đâu rồi các bạn tìm ra được đi nào thân kia đây các bạn mấy nhỏ mình sẽ tìm ra các bạn đấy đây các bạn như vậy đây là tên nào thì các bạn xuất hiện tên nào mình phải tìm điểm tầng ngang nào tư mình tìm nào tư từ nằm đây đến nào tư nằm đứng lại được các bạn mình nhớ hình này không nào tư đây tìm nào tên nào ở đây đó các bạn nằm đâu rồi có rồi các bạn cái này tìm này ở đây có không ạ? Có không ạ? Nằm đâu mà? Thân nào? Những gì? Mình đọc thân nào? Hành nào? Cầu nào?
cũng đàn ông chung thân đàn nó làm sao mà đàn ông thân đàn đến năm trong thân đàn đúng không ạ, để tùng đến thứ sáu này đúng không ạ, tùng đâu nằm đây đúng không ạ, đến tùng mày nằm đây mà được cái bài giai đoạn bản cấp thì giai đoạn cấp cái bài sau khi tăng cường độ giai đoạn cấp tỉnh thì nó sẽ giảm cường độ dần một ngày nó giảm từ một đến hai đến nó siêu như vậy nó sẽ giảm từ cao như thế nào đến đồng cường độ như thế nào sau đó nó giảm độ hơn rồi và trong giai đoạn bản cấp này lưu ý là có hiện tượng tăng không biến tức là mình bơm thuốc vào thì nó sẽ bắt thuốc cái ngoài này là do các phản viêm đã tải được vào nó hấp thu của thuốc và nó bơm thuốc vào thì nó sẽ tăng công việc như ngoài này. Đây là tăng công việc của phẫu thuật khác với tăng công việc u não. Cái này nó tăng công việc của phẫu thuật và tăng công việc điền được những xung quanh của riêng một tiền nhận cái vòng đó là thì nhận vòng tăng công việc điền xung quanh tăng qua là bắt thuốc các loại đó là các từ chuyên môn đó chúng ta hay dùng là các bạn có thể tiêu quên rồi. Tăng quang có nghĩa là vùng đó bắt thuốc. Tăng quang nghĩa là tản nước bình thường các bạn. Là tăng quang viên, tức là nó bắt quang ở ngoài viên các bạn. Bắt quang ở viên, cái hình này là thành tăng quang là bắt thuốc ở xung quanh. Bắt thuốc ở xung quanh. À, chế độ mà thì được hồi này các bạn chủ yếu là nó vùng dịch của nó có thể vô hóa, có thể là không phát hiện được density, chủ yếu là sẽ có điều đó và có hiện tượng giảm được các bạn. Thì đó là xuất hiện tại nó lại thân nặng xuất hiện nào TCP thì tăng độ và tùy thuộc vào việc xuất hiện thì đọc cái hai điều là ở giai đoạn bản cấp thì bơm thuốc vào có thân nặng tăng quang viền là tăng quang ngoài viền của cơ thể về tầm độ của cơ thể sinh đã sẽ giảm dần một ngày cũng từ một tới hai đến vị hot skill đến vị hot skill đến đến vị đo cái tầm độ của thổ cư thương mại vị hot skill ở cái đầu cuối chúng ta có giảm độ tuyệt hóa là ta làm xúc binh nào thất và có cái nghề vậy còn chủ yếu chúng ta có là tăng tầm độ tại vị trí đó cái này có gì không có bất thường không để thiết kế như vậy và hai cái khổ này là gọi là đảm vôn ở đảm đối mặt mạng đảm vôn trong này chống nặng cũng có đảm đối mặt mạng và thường cái là đảm vôn mà hai khổ này đảm vôn thường thường hay gặp các bạn hai khổ này thường thường hay gặp các bạn thì các bạn vôn này tôi chỉ các bạn hay đảm vôn của túi tùng rồi đó thì các bạn có hình này là đảm vôn của đảm đối mặt mạng thì có nhiều cái còn các khung khác thì gọi là bất thường. Ở đây là xúc huyết quản xúc huyết đâu có các bạn có sừng đá sừng chấm đôi khi các bạn cũng có thể sừng có đôi khi rồi như vậy thì đây là tầng ba có xúc huyết có xúc huyết nào tầng nào đấy đúng không tầng bên đó có bạn sừng đá có bạn cái sừng đá hai bên này sừng chấm đó đúng không chấm đó có bạn nằm dưới này đúng không còn là cái gì đây là của đóng vôi đảm đối mặt mạng còn đây là xúc huyết ở nào thân về đây là khối xúc huyết ở đôi thì sau làm rắc cái thành nào thành của nào thứ ba tế bào chạy theo cái nào thân hay là hay gì các bạn bất thường các bạn đó là xúc huyết quay nhẹ nhớ các bạn nhớ hình này các bạn nhé các lần nào các bạn đó nó tăng độ lên các lần bò nào tăng xúc huyết quay nhẹ thường trong tình thương chúng ta gặp xúc huyết quay nhẹ nhưng mà trong bệnh viện không phải do tình thương thì xúc huyết quay nhẹ hay gặp nhất là do vỡ phình mạch não vậy như bình thường các bạn thể lớn và thấy mà tao đi đầu chừa vào chụp để xúc huyết quay nhẹ là gần như là bị trục tông rồi thì là bị vỡ phình mạch não vỡ phình mạch ở bên mặt nặng hay nhất anh này có gì
mà để giữ bất thường các bạn đừng nhiều á, hãy hạn chế cái nào hết. Thứ ba là bên sự ráng sự chậm, sau chúng ta xem như là hai bên đều bất thường hay không, xem con như vậy chúng ta có gì không, và cái này gọi là bất thường rồi. Các bạn có bất thường không? Có bất thường đâu mà các già nào bất thường vậy? Các bạn thấy nó đang ra trở thành kiểm định ở bằng hình thức chim đấy rồi bất thường vậy? Là sinh viên và của vùng chỉ đạo là về tên nhiên và tăng độ đấy em cảm thấy gì không? Xuất với quan như vậy mình nhìn xuất với quan như vậy xong mình tìm bất thường có xuất với bản thân rồi. Đây là đâu? Chừng đá đẳng thứ 3 đẳng thứ 4 cách nào cũng bên đây là kết luận bước ngang cho bệnh nhân nằm dưới đường máu bên mình là tùy hai cảnh này là gì vậy? Đóng vôi làm đường mạch mạng được rồi, đóng vôi làm đường mạch mạng. Vậy thì dù như lúc nào ta hay gặp một nhồi máu ai sẽ bị vậy, còn cái nào người ta cũng có thể gặp kinh tân và kinh tân là biến khối trần bạch nội sọ. Biến khối này có thể là biến khối các sọ trần bạch hay gặp hơn, hoặc là biến khối các trần bạch đầu nào hay là các trần bạch sâu tập biến nặng cái này các bạn. Chính nhất là có biến khối thì nó tạo thành cục trần thể biến đổi biến khối hay là cục máu đông nó có nồng độ cao. Để tùy theo nằm ở đâu thì chúng ta sẽ thấy nồng độ cao từ đâu. Để thứ hai nữa là bởi vì các trần bạch này là máu nó dần rút về các bạn. Đó là khi máu tình mạch dần rút về không được ấy, thì nó sẽ giữ lại tác áp lực của tình mạch các bạn, nó sẽ gây phù nề và xuất huyết cái nhu mô nạp, phù nề và xuất huyết nhu mô nạp. Vậy ta sẽ thấy vùng phù nề, vùng xuất huyết mà nó nằm cách là liên quan tới vị trí của huyết khối. Vậy nếu mà nó bị huyết khối của sót tình mạch trong phê các bạn, thì chúng ta thì các vùng phù nề xuất huyết sẽ nằm cạnh bên kia các bạn. Là điều kiện hai bên, cho đó và đây là điều kiện hay gặp nhất các bạn, các bạn phù nề và xuất huyết nằm ở cạnh điều kiện hai bên, các bạn chỉ dấu hiệu đen tâm trọng liên quan đến điều này. Đây là bệnh nhân bị bệnh nhân bị cái sau sinh các bạn, bệnh nhân sau sinh, sau sinh thì có dịch các bạn, sau sinh sinh đời. Mấy người sinh xong, người sinh xong mấy ngày sau được kích đầu tăng áp suất nào mà tiếp lên thấy này là bất thường không? Bất thường tăng đồng độ cái này tăng đồng độ tăng so tình mạch đây rồi, đây so mà chủ tên rồi. Nhưng như vậy khi mình cắt ngang rồi thì nó ra thành này, tức là cục máu đông nó nằm trong lòng so tình mạch tên là cho tầm độ cao. Khi mình bơm thuốc lên mà bơm thuốc thì thuốc nó sẽ bắt qua màng nào phía ngoài này, cái so nhiệt tên thì bắt qua cái thành so này, có màng nào không kiểm định luôn. Còn cái trong cục máu đông này nó không bắt thuốc, cho nên nó giảm độ trong này. Còn nếu bình thường ấy, thì bơm thuốc vào, nếu trong này có máu thì trong này nó cũng là cản lên luôn mà, trong này máu mà. Còn đây là máu không lưu thông, không có thuốc cản qua bên trong. Do đó khi bơm thuốc vào này thì có màng nào bắt thuốc, còn trong này cũng có đông và trong này có nền da cũng đồ so với xung quanh này. Các bạn cái này những tấm da mà dấu lên tác động empty lên tác sai lên tác động là bên trong không có thuốc, dấu điều này chúng điển hình cho biến khối tình mạch đồ so đấy là biến khối đồ so xong tình mạch thêm sao. Còn đây là cái này hình thấy một sầu vậy. Cái này là chúng ta đều cái màng mà đâu được mà xấu, thì cái này nó có giảm đồng độ và nó có phù nề do kiến cố của sông là trên hay này thì khó thể đoán, những người này không khó thể đoán. Nó tóm lại hình này là gì? Cái tóc bệnh nhân ngũ cảnh đột quỵ thiếu sót tình trạng cấp tính nhiều máu, khi bệnh nhân vào đột quỵ liệt là người bên phải gặp tên đàn này các bạn gặp gì không? Bên trái đường có nào? Động mạch nó giữ
cái bán đâu cái tái của khu chính phủ của mình ở đâu vậy đâu mà nó chuyện cái của bạn đấy anh này của bạn xuống đứa nào vậy đầu tiên báo cáo bạn báo cáo đầu tiên báo cáo đầu tiên báo cáo cái tái có gì nữa các bạn rồi em gì nữa xuống đến nào các bên được không ạ kia hồi này các bạn có là đóng bối đóng luôn mặt bằng đóng bối chữ tùng thì các con có nữa là đóng bối ở những bèn hay gặp bằng đóng bối những đèo rồi các con đây là đóng bối ở liềm nằm cái này là hay gặp lúc này đóng bối ở liềm nằm và lúc đóng bối xương và liềm nằm hai là nhân bèo ba là diễn tùng bốn là đóng bối mình bằng anh này đọc gì luôn xuất cứ coi như nghề thì cái vật anh này luôn xuất biết đồ thị làm b làm ba có thêm những cuối cùng chắc cũng được mình này có là điều sau này thì các bài nghĩa là mình phải đọc được nhồi của nào mình đọc được xuất biết câu nào mình đọc được xuất biết quan những ý nghĩa mình đọc được là xuất biết bản thân một cái cơ bản của mình vậy các bài lý lâm sàng được học gặp thế này các bạn chủ yếu là nhồi của nào xuất biết nào xuất biết quan gì ý gặp hơn các bạn vì ý gặp thường thường trong bệnh viện ta bị ý gặp cái mặt khác xuất biết nào nhồi của nào xuất biết bản thân là ba hay gặp những bạn đi không biết cách đâu những bệnh như thế nào quản như thế này chúng ta phải làm để các bạn các đồng nghiệp như thế này